Các bạn khán giả của VTV Cup thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động thành phố Vinh để chứng kiến trận đấu rất đáng chú ý trong loạt đấu vòng đấu thứ 14 của Night World V-League 2022. Cuộc đối đầu của Sông Lam Nghệ An và Hà Nội, những đội bóng đang ở trên đỉnh của bảng xếp hạng. Lúc này thì tất cả mọi con mắt đều dồn về sân Vinh và hy vọng rằng Sông Lam Nghệ An có thể làm được một điều gì đó trước đội bóng Hà Nội, đội bóng đang băng băng ở top đầu của bảng xếp hạng. Một lần nữa xin được giới thiệu đội hình ra sân của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu ngày hôm nay. Thủ môn Văn Hoàng do đã nhận đủ nguy hiểm, đã có lối việt vị của Văn Quyết rồi. Vẫn là những tình huống xử lý rất nhẹ nhàng, tinh tế và hiệu quả của Văn Quyết, nhưng số 10 của Hà Nội đã rơi vào vị trí việt vị. Văn Tiến sinh năm 1994. Nguy hiểm! Cơ hội đầu tiên và nó thuộc về đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Cú đá là của Mai Sĩ Hoàng. Mai Sĩ Hoàng đã có được một bàn thắng ở giải đấu năm nay, nhưng đây là cơ hội rất tốt để anh có thể có được bàn thắng mở tỷ số. Nhưng rất tiếc là tình huống dứt điểm của Mai Sĩ Hoàng, tình huống dứt điểm bằng chân phải, chân không thuận của anh, đã đưa trái bóng đi hơi cao so với khung thành của Hà Nội, và đây là sự tiếc nuối của huấn luyện viên Huy Hoàng. Andres Mario. Mario. Nguy hiểm! Tuyệt vời! Bàn thắng mở tỷ số của Sông Lam Nghệ An và nó được thực hiện bởi Trần Đình Hoàng. Quá hay với tình huống phối hợp vừa rồi của các thủ Sông Lam Nghệ An. Tình huống dứt điểm thứ hai của đội bóng xứ Nghệ. Bàn thắng đầu tiên của Đình Hoàng ở mùa giải này sau những mùa giải anh thi đấu cho FB Đà Nẵng. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa khoảnh khắc này. Cú ngước mắt nhìn của Mario, đường treo bóng hoàn hảo về phía cột xa, và ở đó Trần Đình Hoàng đã xuất hiện một cách đầy bất ngờ, thực hiện cú đệm lòng cơ bản ở cự ly quá gần, chỉ 4 mét thôi, và Văn Công không thể nào phản xạ được với tình huống dứt điểm vừa rồi của Trần Đình Hoàng. Nhưng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cần phải hết sức tập trung. Vinicius, đây là câu trả lời của đội bóng thủ đô. Mai Sĩ Hoàng đã có một tình huống phòng ngự tương đối hớ hênh trong pha bóng này. Anh đã bị hút vào quá sâu và để Vinicius lại lẻ loi trong pha bóng này. Nếu như Vinicius không đánh đầu trực tiếp vào khung thành của Văn Tiến mà thực hiện một đường chuyền về phía cột 2 và đó có Văn Quyết, thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều với đội chủ sân Vinh. Chiến thắng gần nhất của Sông Lam Nghệ An trước Hà Nội trên sân Vinh, nó đã diễn ra từ năm 2015. Đó là mùa giải V-League 2015 mà Sông Lam Nghệ An đã có được chiến thắng trước Hà Nội với tỷ số 2-0 nhờ những bàn thắng của Quang Tình và Mahedi. Những mùa giải sau này 2016, 2017, 2018, 2019 thì Sông Lam đều thua trước Hà Nội trên sân nhà. Hosseini. Vẫn là những tình huống xử lý nỗ lực của Hosseini. Bản hợp đồng thành công của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này. Mai Sĩ Hoàng. Người phá bóng là Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh cũng đã có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này trong chiến thắng 3-0 trước BKMX Bình Dương ở vòng đấu trước. Đây là Phạm Thế Nhật, cầu thủ được chọn để thi đấu thay cho Thái Bá Sang trong những trận đấu gần đây trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Và Thế Nhật đã chơi tốt. Thế Nhật là lứa cầu thủ sinh năm 1991 cùng lứa với Trần Đình Hoàng, Quế Ngọc Hải.
Hoàng Văn Khánh, Đình Hoàng, Phạm Xuân Mạnh rất nhịp nhàng. Rất tiếc là đường truyền của Oseni lại không đến được vị trí của Xuân Tiến. Ngày hôm nay khi mà Văn Đức không thể thi đấu thì người đang đảm nhiệm vị trí của Văn Đức là cầu thủ trẻ Đinh Xuân Tiến. Cầu thủ năm nay mới có 19 tuổi. Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu đã có sự trở lại một cách đầy vững vàng ở mùa giải năm nay. Đây đã là trận đấu thứ 8 Văn Hậu ra sân trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội rồi. Vừa rồi là một đường chuyền chậm của Vinicius và Siladi đã ở vào vị trí việt vị. Chính vì vậy mà tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội đã chủ động không tham gia tình huống này. Nếu như đó là một đường chuyền một chạm. Không, đó là một tình huống mà Siladi đã phân tích sai về mặt tình huống. Thực chất là tiền đạo của Hà Nội vẫn chưa việt vị khi mà sau lưng anh vẫn còn một hậu vệ áo vàng. Nhưng có lẽ là Siladi đã không quan sát tốt và anh đã nhầm tưởng rằng mình đã ở vào vị trí việt vị nên chủ động không tham gia. Andres Mario đang cho thấy được sự quan trọng của anh trong đội hình của Sông Lam Nghệ An. Một sự hòa nhập rất nhanh với các cầu thủ xứ Nghệ. Đường truyền tuyệt vời của Mario cho Trần Đình Hoàng đã khai thông thế bế tắc của trận đấu này. Phạm Xuân Mạnh. Olaha. Vẫn là Olaha. Olaha và Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh cũng là chuyên gia săn tây của câu lạc bộ Hà Nội. Oseni, Olaha hơi vội. Tình huống bật từ 1-2 giữa Olaha và Oseni. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì tiền đạo số 10 của Sông Lam Nghệ An đã quá vội trong tình huống dứt điểm. Lẽ ra phải là một tình huống khống chế bóng thêm và tiến gần hơn nữa về phía khung thành của Văn Công. Ngày hôm nay thì Văn Công là người được chọn chứ không phải là Tấn Trường. Hà Nội đang có được chuỗi thành tích ấn tượng nhất trong nhiều năm trở lại đây của họ. Cũng đã lâu lắm rồi họ mới có được thành tích là 7 trận thắng liên tiếp ở V-League. Siladi, Quế Ngoài đã băng lên rất nhanh để block cú đá của Siladi. Trương Văn Thái Quý. Người phá bóng vẫn là Quế Ngọc Hải. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình thì Quế Ngoài đã cho thấy được khả năng chọn vị trí rất tốt. Văn Quyết, Vinicius. Cái pha bóng là Thế Nhật. Một áp sát rất nhanh của Việt Anh. Và ngay sau đó là tình huống can thiệp của Phạm Xuân Mạnh.
ở vai trò mới, vai trò mà anh đang đảm nhiệm trong màu áo của Sông Lam Nghệ An, vị trí tiền vệ trụ, vị trí tiền vệ mỏ neo, chơi trước mặt của ba trung vệ và hỗ trợ